Lời nói đầu tiên kinh thú vui dân dã cũng không quên gửi đến lời chào tất cả các anh chị em xem video. Cũng lâu rồi mình không có làm video anh em. Hôm nay mình quay cái video này làm đăng lên cho anh tham khảo nè. Thì mình đó giờ mình cũng chuyên buôn bán cái loại hạt giống cây giống đu đủ, thứ nhất là ruột vàng rau mang, thứ hai là đu đủ Nhật, thứ ba mẫn Đài Loan nha. Thì là nào anh em nào có muốn trồng thì cần tư vấn thì liên hệ số điện thoại của mình 0939148 1485256 nha. Số đó cũng là đồng thời số Zalo của mình nha. Cái đợt rồi mình cũng có trồng cái đu đủ ruột vàng Long An nha, nhưng mà cái nước ngập vừa rồi á, nó lũ chụp lên thì nó đã đi sạch trơn rồi. Giờ mình mới làm lại. Thì đối với người ta nói đối với cây ruột vàng Long An với cây F1 thì cây F1 dễ trồng hơn cây ruột vàng Long An, kháng bệnh cao hơn. Cái đó thì cái đó mình đó giờ mình cũng chưa trồng cây đu đủ ruột vàng Long An đó. Bữa nay mà đề đây mình cũng có trồng á, mình quay cho anh em tham khảo nè. Thì mình trồng á, nói chung á, cái tỷ lệ cái khảm á, hầu như là mình thấy nó cũng kháng bệnh nó cao như cây F1 của mình á, hầu như là mình trồng mà không thấy khảm hoặc là quắn đọt cây nào hết trơn anh. Thì cái đó thì thứ nhất là do cái chế độ thường nhỏ anh em đi thuốc nóng nó bị quắn đọt, hay thứ hai là anh em mà không xịt mấy con chích thuốc như là nhện đỏ nè, hoặc là bọ trĩ nè, hoặc là gầy xanh nè. Nói chung là giai đoạn cây đu đủ thì nó không có sâu bọ hết, chủ yếu nó mấy cây chích thuốc mà nó hút ha, cái nhựa có cây đu đủ nó làm cho quắn lá thôi. Thì nó rất là dễ dễ mà khó thì anh em biết chế độ thuốc anh em đi nó cũng rất là ok nha. Thì đây thì mình trồng khoảng cách thì mình trồng tùy theo đất của mình. Đất ở đây mình sẽ rảnh anh em, tại đất mình miền Tây thì mình sẽ rảnh, tại mùa mưa với mùa nước nước thì mưa gió thì nó không hút được như đất ở trên vùng cao nha anh em. Thì ở đây á thì mình trồng khoảng cách thì tầm 1,8 m đến 2 m vẫn được nha anh em. Thì một một điểm như vậy mình trồng hai cây nha anh em, trồng đó với anh em mình trồng hai cây được rồi. Tại trồng hai cây sau này anh em tầm khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng thì nó ra bông, thì ông nào trái tròn ông nào trái dài thì mình xác định được. Trái dài thì mình loại, trái tròn thì mình loại bỏ nha, trái dài mình để lại. Trồng như vậy thì anh em mới bắt chính xác được là 80 đến 90% là trái dài được nha. Còn đối với cây đu đủ trái tròn trái dài thì đương nhiên là nó sẽ lẫn lộn nhau, chẳng không thể nào mà mình lựa lại được nha. Nha anh em thấy không? Như đây thì mình trồng hai cây nè, ông này trái trái tròn á, nó ra tầm khoảng 3 lớn thì mình biết đó là mình xử lý cây này đi nha. Đó, mình nhổ cây này để cho cây này nó phát lên nha. Thì chút xíu thì anh em có gì đâu thì anh em nắm nhổ cho nó lươn lên bộ rễ gì nha. Thì anh nhổ cây này thì cái dinh dưỡng nó dồn lên, nó tập trung, nó nuôi cây này, mai mốt cây này nó mập đây ha. Còn đối với cái trường hợp này á, thì mai mốt cây ông này trái dài thì mình nhổ bỏ cây này. Thì cây này anh em để vẫn để trái dài được, quan trọng cái nguồn dinh dưỡng anh đi á cho nó đủ khả năng nó nuôi trái là được nha. Đây thì mình trồng một hàng này, chỉ một hàng đu đủ ruột vàng Long An nha anh em. Mình trồng để là mình làm giống, mình bán hạt giống và bán cây con cho anh em nha. Thì đây mình cũng quay lại thì cho anh em xem nha. Nói chung mà cái ruột vàng Long An thì cái giống địa phương của mình là không có cây lùm cây cao hết á. Còn nhiều anh em hỏi ruột vàng Long An cây lùm hay cao, mình nói là đây giống địa phương của mình. Nói chung mà lùm cao hay là do chế độ dinh dưỡng anh em đi, phân thuốc anh em xử lý. Thì anh em nó trồng ngoài chán nắng như vậy đó, phân thuốc đầy đủ rồi cây nó lùm nó sẽ mang trái cho anh em thôi. Với lại là giai đoạn này thì anh em muốn nó lùm là nó dạng nó giảm chiều cao, anh em mua phun thằng 10 60 mừ thì anh em phun lại về cây giống nó ngắn lại ha. Như gông này cũng bắt đầu trái tròn đấy anh em. Thì giai đoạn anh em dòm trái tròn với dài cái bông nở gì anh em biết nè, cái cuống nó thù lù chỗ này là ông này là trái trái tròn nè. Đó mình bước ra cho anh em xem thấy không.
Nhân này là trái trái tròn 100% mình hả? Cái tay mình mới đi phun thằng phân 30-10-10 nên cái tay nó còn dính màu nha. Từ giai đoạn này mình cứ thúc vô cho cây cao tốt, gốc mập mạp là mang trái năng sức anh em nhiều. Đây rồi đó, giờ mình đi quá hạt không anh em, không có đi hầu như không có đi hữu cơ. Thì đối với loại cây này mình không có cần mà nó đi hữu cơ đây. Anh em có điều kiện đi hữu cơ nó vẫn tốt chứ không vậy đó. Ở đây thì mình đi hóa học không. Cái này thì mình trồng cũng cây này cũng mình trồng qua Tết mình trồng, mình ăn bí đỏ sao mình trồng cái này cũng 3 tháng rồi, tại vì lúc trời nắng thì mình ít chăm sóc nên cái cây đu đủ của mình tới giai đoạn này thì nó hơi chậm lớn chút xíu nè. Đây nè. Cái này là trái dài thì chắc cú rồi nè. Bên mì trái dài chắc cú rồi đó. Cây này cũng đây nè, cây này cũng trái dài chắc cú rồi. Nếu trái dài thì anh em loại nhổ bỏ cây này để cho hai cây nó phát ra, nhổ bỏ cây giữa này. Thì để chính xác lên cho nó lên tầm khoảng 5-6 bông á, nó đậu cố định khoảng tầm khoảng 4-5 trái á, thì anh em mới bắt được chính xác. Nhiều khi 2-3 cái cuốn dưới này nó trái tròn lên trên nó trái dài không chừng, còn nhiều khi đang trái dài nó lên 1-2 trái ở trên thân nó trái tròn còn không chừng á. Đủ nào nó trở gì nó lãng lãng vụ đó nè, mình cứ để cho nó nhiều nhiều đi. Nó đậu trái tầm khoảng 5-6 trái trả lại đi mình xác định rồi. Chứ mình nhổ này nhiều khi 11 ổng ra trái tròn đã, cái trên ổng ra trái dài, nó ngược ngạo vậy đó. Còn bên kia thì mình trồng cái giống đu đủ Nhật nha anh em. Thì cái đó trồng sau cái này tầm khoảng nửa tháng nha. Hàng này mình trồng trước nè. Thì nó trồng nó cũng bị chuột cắn rồi á, tùm lum bên trên mình cũng có dặm thêm. Nói chung mình trồng đu đủ này nó cũng hao chứ không phải hao nha. Tỷ lệ hao thì nó cũng tầm khoảng 20-30% thôi. Thì mình trồng 10 cây thì nó đâu có thể nào mà sống hết 10 cây được. Thì anh em nhớ mua trừ hao. Về trái bầu của mình anh em trồng thì hết thì anh em cứ để đó nuôi cái cây nó già, anh em trồng nó ngon thôi. Nhìn cái lớp này bữa hổm làm buồn xong mà chuột nó dòm vô đây, cây con nó khắn đứt ngang không. Tại mình để cỏ quá nhiều á. Thì đối với anh em lưu ý thì anh em trồng này thì anh em cứ để cỏ mịt mù cho mình đi. Khi nào nó lên cái chớn nó hút cây đu đủ của mình, lấy cái máy phát cỏ phát ngang đi. Mình trồng mình thấy để cỏ gì nó mau phát triển, hay là mình trồng bằng phủ hoặc là mình xịt cỏ cho chọc lóc nè. Chọc lóc thì nó khô đất rồi nó không giữ độ ẩm được. Đấy, cây đu đủ này nó thích ẩm nhưng nó thích ẩm ướt nhưng mà nó không chịu ôi nước nè. Thì vậy đó, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại mình nha. Tùy theo vùng miền mà anh em trồng ruột vàng và ruột đỏ nha. Nếu miền Tây thì anh em trồng ít 100-200 cây, anh em trồng lên trồng ruột đỏ cho mình nha, trồng đừng trồng ruột vàng. Kể cả Long An hoặc F1 á, bên trồng thì mình có đầu ra thôi. Tại vì ruột vàng Long An á, anh em trồng số lượng nhiều á, thì anh em thu một lần 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn cho lên này, mấy cái dựa lớn á, xe tải nó tới lên nó cắt cho anh em. Ví dụ anh em trồng 100-200 cây, anh em thu một lần có 400-500 ký thì họ không có điều kiện, không có đủ chuyến hàng để lấy hàng cho anh em nha. Còn ở khu vực miền Tây của mình thì hầu như ăn ruột đỏ 100%, lọt cái vùng Tiền Giang hoặc là Sài Gòn trở về chảnh thì ăn ruột vàng nhiều nha. Thì anh em nào trước khi trồng á thì anh em cứ liên hệ với số điện thoại mình nha, để mình tư vấn cho anh em từ A đến Z nha, biết tới đâu thì mình tư vấn cho anh em tới đó nha. Trồng cái đu đủ ruột vàng này người ta nói khó trồng hơn F1, nhưng mình thấy cái này nói chung là trồng nó cũng ngang nha anh em, không cái nào khó, không cái nào dễ hết chứ. Trồng bên anh em có cái kiến thức, cái cơ bản anh em đi phân thuốc cho mình là được. Đây mình đi phân hóa học, không đi hữu cơ nè, cây nó vẫn xanh mướt đàng hoàng.
Tại vì thì do chế độ phân thuốc của mỗi người khác nhau. Thì phân đặc tính của thằng phân hóa học thì nó nhanh tốt cũng nhanh tàn nha. Hữu cơ nó khằng khằng, đối với mấy cây này thì mình cứ thì tùy theo anh em có điều kiện, anh em hữu cơ với hóa học mình đi xen kẽ nha, còn ở đây thì mình cứ chơi hóa học tái à. Rồi, mình xin cảm ơn tất cả anh em đã xem đến đây nha. Rồi, hẹn anh em ở cái clip sau nha anh em.